Quảng Trị 1972. Hồi ký. Tác giả: cựu chiến binh Nguyễn Quang Vinh. Giọng đọc: Hải Yến. Số 5. Sáng hôm sau, tôi cử đệ nhóm lò nấu ăn, còn mình cầm ni lông đi lấy nước. Cái lạch tối qua chúng tôi lội qua rất bẩn, nước tù xâm xấp mắt cá chân, ngập đầy lá cây mùn đen hôi thối. Tôi phải đi ngược dòng tới một chỗ lòng lạch rộng hơn, hai bên vòm nứa âm u, nước khá trong, có dòng lượn lờ ở dưới. Tôi vục nước vào ni lông túm lại vác về. Đệ đã chọn bếp và nhóm lò xong. Chúng tôi nấu cơm rồi hâm thịt hộp. Khắp bãi khách cũng đang ý ới tiếng gọi nhau, tiếng trẻ củi. Bọn B3 mãi không nhóm nổi lò, chắc chọn phải cái bếp Hoàng Cầm tồi quá. Tiểu đội tôi đã đàng hoàng dỡ cơm ra ăn. Anh Y có vẻ hài lòng, mang một gói ruốc thịt nữa ra cùng ăn với chúng tôi. Bọn B3 cuối cùng phải sang xin nấu nhờ bếp. Thành và Phái nằm một góc sát với B3. Chúng lười quá, lay mãi mới chịu dậy ăn cơm. Xong xuôi, anh Y đi họp. Tôi cầm ni lông đi lấy thêm nước. Dọc đường tôi cố để ý xem có gặp Đại Cường, Quốc Hưng hoặc Phổ Thọ, những người bạn cùng trường không. Hưng tôi đã gặp ở Nghĩa Đàn, đen và khỏe. Ở trường cậu ta tập xà kép rất giỏi. Còn Cường và Thọ thì chưa gặp. Khi trở về, anh Y ra lệnh nấu cơm nắm, chuẩn bị hành quân ngay. Mặc dù còn rất mệt, chúng tôi vẫn phải thu dọn đồ đạc, tập hợp nghe anh Y phổ biến. Sẽ hành quân bộ, lá ngụy trang được cắm vào ba lô. Tôi lơ đãng nhìn chùm hoa phong lan đuôi sắc màu vàng nhạt, bám lủng lẳng trên một thân cây. Chợt nhớ bi đông mình rỗng không, tôi vội chạy đi lấy nước. Hỏi đường mấy cậu cầm bi đông đi ngược lại, tôi chạy sâu vào rừng. Khắp nơi, lính ta ỉa be bét. Kể ra nhiều cậu Hà Nội thiếu ý thức thật. Tới một hồ nước nhỏ, xung quanh là vách đá, dây leo tùm. Tôi thận trọng trèo xuống. Một tấm ván áo quan sơn đỏ đã phai, dùng làm cầu. Cạnh cầu có lạch nước tuôn vào hồ, làm nước hồ sủi lên ủng ục. Xung quanh tĩnh mịch quá, khiến tôi rờn rợn. Nếu bất chợt một cái mõm cá sấu nổi lên giữa hồ thì sao? Tôi vục bi đông thật nhanh, rồi vội vã bám dây leo ngược lên, chạy biến về đơn vị. Đoàn quân lên đường, đi dưới tán lá của rừng già Trường Sơn, chúng tôi rất yên tâm, mặc dù máy bay Mỹ đang quần đảo trên đầu. Khi nghỉ giải lao, cả bọn ngồi dạt vào các lùm cây ven đường, cho các đại đội sau vượt lên, nhìn từng khuôn mặt lướt qua để tìm người quen. Ba lô, xanh tuyê, súng đạn, thùng đạn, lỉnh kỉnh diễu qua. Một cậu dáng thư sinh đi tới, đôi mắt cậu ấy đẹp quá như mắt con gái, lông mi dài cong, lòng trắng trắng xanh. Tôi nhớ ra, cậu này là bạn của Duy Minh, tiếc là Duy Minh không có ở đây. Gặp cậu Bình trước học cùng trường đoàn Hoàng Văn Thụ, tay siết chặt tay, ai ngờ lại gặp nhau ở rừng Trường Sơn này. Chúng tôi lên ba lô đi tiếp, máy bay Mỹ vẫn quần đảo trên đầu, tôi vừa đi vừa theo dõi chúng. Lính xe trước đã dạt vào rệ đường nghỉ, các cậu ấy vừa cười nói vừa ngắm chúng tôi diễu qua. Cảnh như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi. Hình như bọn Mỹ đánh phá ở hướng chúng tôi đang đi tới. Tiếng bom ình ình, máy bay gào rú trên đầu. Qua vòm lá rừng già, tôi thấy một tốp 4 chiếc F-4 chui vào mây. Tiếng rít vắng óc lao qua, cùng với một chiếc F-4 bay rất thấp, để lại một dải khói đen dài tan dần. Tới một chỗ nghỉ khác, cả bọn ngồi ngắm mấy chú sóc đang truyền cành. Chúng nhỏ bé, màu đen hoặc vàng bẩn, không đẹp như trong sách và phim ảnh thường thấy. Hành quân bộ tốn nước thật, tôi phải uống hết sức rẻ sẻn. Từ sáng đến giờ thấy toàn lên dốc, hết cái dốc này đến cái dốc khác. Chắc
đang đi lên đỉnh một quả núi nào đấy. Ở một vài chỗ nghỉ, tôi nói chuyện với anh Ngạn B3, trước là giáo viên cấp 2. Đội hình trở nên loạc choạc, mạnh ai nấy đi. Lính C này lẫn với lính C khác. Một số cậu nằm thẳng cẳng trong các bụi cây ven đường. Cái dốc hầu như vô tận. Thỉnh thoảng nó trùng xuống, để rồi lại cao vút lên. Trước một đoạn dựng đứng, chúng tôi phải nghỉ lấy sức, ngồi ngổn ngang trên các thân cây đổ. Cái dốc khủng khiếp thật. Mũi người sau chạm gót người trước, và cái ba lô người trước luôn lủng lẳng trên đầu người sau. Phải dùng cả bốn chi bám vào cây cối hai bên đã tơi tả mà nhích lên. Vô phúc, nếu có cậu nào ở phía trên tuột tay, chắc cả một dây người phía dưới sẽ gặp tai họa. Tôi bò lên khỏi dốc, cố đi vài bước nữa, rồi ngồi phịch xuống nghỉ. Xung quanh đấy cũng có nhiều lính đang nghỉ. Tôi rút bi đông nước lã ra, đem pha đường sữa vào và uống luôn. Nhiều cậu khác cũng làm như vậy mà chả bao giờ thấy đau bụng cả. Vùng núi chỗ này nhiều cây lá nón quá. Mới đầu tôi cứ tưởng lá cọ, dưới tán lá cây cổ thụ, rừng già là giang sơn của lá nón. Sau này tôi mới hiểu câu thơ "Mà rừng lá nón đêm nay ngời ngời" là như thế nào. Tôi và Tị uống nước xong lại đi tiếp. Đến một chỗ có mấy người nghỉ, thấy một cán bộ đang nói chuyện. Chúng tôi xem khẩu súng lục của anh và tí toáy học cách sử dụng. Hình như đỉnh cao nhất đây rồi, vì sau nó tôi thấy con đường dốc hun hút. Mặt trời đã ngả về tây, như vậy là lên đến đỉnh dốc chúng tôi đi mất nửa ngày. Xuống dốc tốc độ có nhanh hơn một chút. Qua màn lá thoáng thấy đỉnh quả núi bên cạnh, thấp hơn chúng tôi nhiều. Đỉnh của nó xanh đen và mờ mờ như phủ khói. Xuống dốc thường có xu hướng chạy. Tất cả đồ đạc trên người mình đều muốn kéo mình chạy. Cậu Tị lúc đầu còn chạy từ từ, sau mỗi lúc một nhanh, và cuối cùng thì vấp vào rễ cây, ngã sóng xoài ra đất. Ba lô cùng nồi song lội qua đầu, bay xa gần chục mét. Tôi chạy lại nâng dậy, may không việc gì cả, chỉ chảy ra tí chút. Xuống dốc cũng lâu như lên dốc. Những người sống ở miền rừng núi đều khẳng định rằng xuống dốc, nhất là dốc cao, khó nhọc hơn lên dốc. Thật vậy, xuống dốc chồn chân không thể tả được. Gân cứ phải trùng liên tục, bánh chè muốn rơi ra ngoài. Nhiều đoạn phải ngồi bệt xuống, trượt đi từng tí một. Có những chỗ đường dốc hẳn về một bên, lại nhiều người đi nên đã nhẵn thín, dễ trượt xuống dưới lắm. Thỉnh thoảng lại cảm thấy như đang đi một mình, đằng trước đằng sau chẳng có ai. Có đoạn đi bên sườn núi, nhìn ra phía đông, xuyên qua tán lá rừng, có thể nhìn thấy biển xa tít tắp. Rồi những cồn cát trắng nhỏ xíu, đồng ruộng làng mạc xanh mờ và một con sông bạc đang uốn khúc, y như trên máy bay nhìn xuống. Tự nhiên lúc đó tôi thấy tự hào vô cùng. Dầu sao, đôi chân của tôi cũng đã in dấu trong rừng Trường Sơn, in dấu lên con đường lớn của dân tộc. Và lòng tôi cứ ngân lên hai câu thơ của Tố Hữu. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai. Tôi đang ngồi nghỉ ở lưng dốc thì thấy một toán lính C-50 đi tới, trong đó có Phổ Thọ. Thoáng chút bất ngờ, Phổ Thọ ngồi lại nói chuyện với tôi. Chắc 5 giờ chiều rồi, chúng tôi đứng dậy. Thọ bảo tôi đi sau nhé, vì cậu ta không thể đi lò dò xuống dốc được, chồn chân lắm, mà phải chạy. Tôi chưa kịp can thì Phổ Thọ đã lao xuống dốc. Với một ba lô cách xù và đủ thứ lệ bộ súng ống trên người, cậu ta thoăn thoắt nhảy qua các rễ cây với một tốc độ kinh người và hun hút biến mất ở chân dốc. Một lúc sau, tôi lại gặp Thọ đang ngồi nghỉ ở ven đường. Chúng tôi pha nước đường chia nhau, nước hứng ở một khe đá nhỏ giọt gần đấy. Trời gần tối, xung quanh lính nghỉ ngổn ngang, nhiều cậu mặt mày xanh xám, một số khác kiếm củi nước, tính chuyện nấu cơm ăn nghỉ tại đây.
Hình như binh trạm không còn xa lắm. Thọ lại đứng dậy đi trước. Cậu ta nói đến nhận chỗ ở để nấu cháo cho tiểu đội. Trời đã tối hẳn. Chúng tôi dò dẫm từng bước như đi trong hũ nút. Rồi bỗng nghe thấy nhiều tiếng ý ới, thỉnh thoảng lại lóe lên vài đốm sáng của bật lửa. Tôi căng mắt nhìn, thấy cạnh các gốc cây lô nhô nhiều cọc phụ. Tôi gọi to để tập hợp tiểu đội, rồi nhanh chóng căng tăng mắc võng. Đói và mệt, chúng tôi cũng chẳng buồn nấu ăn nữa, leo lên võng ngủ luôn. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tìm bếp nấu ăn. Hôm nay đến phiên Thành Ma Tịt và Phái Con, hai cậu lười nhất tiểu đội, làm cơm. Qua một ngày mệt nhọc và một đêm ngủ li bì, hai cậu không muốn dậy. Tôi kiên quyết dựng cổ hai tên này, bắt làm việc. Cả tiểu đội được lệnh đi kiếm củi, giúp nhóm bếp. Tôi xách ni lông đi xuống suối. Có chỗ, dòng suối đang hẹp, bỗng phình rộng ra và sâu xuống. Bốn xung quanh và đáy toàn đá rất to, màu đen và mịn. Lính ta tụ tập khá đông để rửa mặt và lấy nước. Chúng tôi đào một cái hố gần bếp, lót ni lông làm bể chứa và đổ nước vào. Sau đó tôi cũng cầm dao đi chặt củi. Nói chung, củi khô rất hiếm. Những cành nằm dưới đất thì cong queo và còn tươi cả. Chúng tôi phải tìm những cọc phụ cũ, giá ba lô cũ và tốt nhất là những bếp hoàng cầm cũ, phá ra để lấy củi. Nước uống trở thành nhu cầu cấp thiết. Có bếp đun, tội gì mà uống nước suối. Mọi người tranh nhau xoong nước sôi để đổ vào bi đông. Vài cậu còn lấy ống cống, ống bơ, đun nước riêng. Cơm chỉ có món độc nhất là canh đồ hộp, gây đến buồn nôn. Tôi ăn chẳng được mấy, cảm thấy hơi mệt. Hôm nay mà đi tiếp thì thật gay. May quá, anh Y đi họp về, tuyên bố hôm nay nghỉ. Tôi thơ thẩn đi ra suối, lính ta đang tắm khá đông. Nhảy trên các phiến đá, tôi ngược lên phía thượng nguồn, nơi quang cảnh vắng lặng. Tôi ném vài hòn quậy đuổi các chú cá con rồi quay về. Mấy hôm nay, bắt đầu có triệu chứng đi ỉa lỏng. Tôi sờ đến hộp thuốc cá nhân, sực nhớ còn có con sâm cao ly gia đình trang bị cho. Bèn lấy mấy miếng vụn để ra ngoài, để khi cần dùng được ngay. Trên đường về gặp tiểu đoàn trưởng Khanh đang chỉnh mấy cậu lính ỉa bậy bừa bãi. Đến chiều có lệnh nấu cơm nắm chuẩn bị sáng mai đi sớm, tôi cảm thấy mệt vô cùng, bèn lên võng nằm. Chợt nghe có ai gọi tên mình, nghe như tiếng của Duy Minh. Đúng thật, bộ phận đi sau đã tới. Tôi ngồi dậy đón Duy Minh với Lâm Thành, Chính, Đường. Họ rất mệt, không hiểu mai có hành quân tiếp được không. Tôi động viên họ và giúp tìm chỗ căng tăng mắc võng. Tôi nằm nhưng không ngủ được. Mệt quá. Có lẽ ta ốm chăng? Hậu quả của mấy ngày leo núi cật lực chăng? Đêm trong rừng già Trường Sơn thật tĩnh mịch. Nhiều lúc mở căng mắt mà không thấy gì. Bóng tối đặc quánh tưởng có thể sắn ra được. Tôi nằm nghe tiếng xương rơi lộp bộp trên mái tăng mà lòng nhớ nhà da diết. Không biết mình có bao giờ còn được trở về nhìn thấy ngôi nhà bé nhỏ ấm cúng, thấy cái nhà quàn, thấy phong cảnh Hà Nội từ trên gác thượng nhà Tiến Dũng nữa không? Rồi biết bao hình ảnh cũ lại diễu qua. Bạn bè, nhà trường, phố phường, nhớ nhung đến đau xót, nhiều lúc tưởng không chịu được. Đây chính là lúc đấu tranh tư tưởng căng nhất. Đảo ngũ hay không đảo ngũ? Trời, mệt thật, nặng nhọc từng hơi thở, mặc dù người cảm thấy nhẹ tênh, môi khô, miệng đắng. Ở nhà mà hơi mệt một tí thì phải biết, hết mẹ đến bà, nhất là bà, lo cuống lên. Nào sông hơi, nào cháo hành, nào thuốc cảm. Ở đây thì nằm cô đơn co quắp trong một xó rừng, chết cũng chẳng ai hay. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà đào ngũ? Dù sao suốt 10 năm trời tôi đã luôn là học sinh tiên tiến, từng viết những bài văn rất hay với những câu kết hùng hồn mà tôi
thì không quen nói một đằng làm một nẻo. Tôi nhớ đến bác và những lời hứa trong ngày quốc tang, nhớ đến danh dự của gia đình, của bố mẹ. Không, chết thì thôi, chứ không chịu làm điều nhục nhã. Phải làm một người chân chính, có nghị lực như Pavel Kosygin. Và đâu phải chỉ có mình tôi trải qua cảnh ngộ này. Bao năm nay, hàng triệu người đã từng nằm võng trong đêm tối âm u của núi rừng, cũng đã chịu những dằn vặt âm thầm ghê gớm. Nhưng họ đã đứng vững, để rồi sáng hôm sau, những tin chiến thắng vẫn dồn dập gửi về. Không, tôi nhất định không chịu thua kém họ. Càng nghĩ, càng thấm thía câu nói đơn giản: dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. Đúng là một dân tộc anh hùng, vì đã có hàng triệu người con anh hùng, mà chỉ cần họ chiến thắng họ trong một đêm như đêm nay cũng đã đủ xứng đáng với danh hiệu đó. Tôi cứ nằm như vậy, mắt mở trừng trừng nhìn vào đêm tối và người mệt mỏi rã rời. Khoảng 4 giờ sáng có lệnh chuẩn bị, tất cả tất bật cuốn tăng võng xếp vào ba lô. Người mệt bã thở phào phào như hết hơi. Tôi lo lắng nhấc thử cái ba lô nặng trịch, rồi mở ví lấy một mảnh sâm cho vào miệng. Trong bóng đêm, chúng tôi lên đường, người nọ bám vào ba lô người kia, thỉnh thoảng lại vấp vào rễ cây đau điếng. Quái, sao mà đi nhanh như ăn cướp thế này? Vượt qua một cái lạch nhỏ, lách mấy hòn đá, lính ta đi vội vã, thở hổn hển. Tôi biết rằng đại đội tôi đi thứ ba nên vất vả. Vì vậy khi có lệnh nghỉ 15 phút, tôi tranh thủ vượt lên phía trên đầu đội hình. Đường hẹp, lính nằm ngổn ngang. Tôi lách qua rất khó khăn. Đi đến đâu, tiếng phản đối ồn ào đến đó. May thay có một cán bộ, theo sau là một liên lạc, đang cần lên gặp ban chỉ huy tiểu đoàn ở phía trên. Tôi vội bám luôn vào sau cậu liên lạc. Thành ra đi đến đâu người ta nhường đường đến đó. Ban chỉ huy tiểu đoàn vẫn đang nghỉ. Anh Khanh thỉnh thoảng nhắc truyền xuống: C52 lên đủ chưa, báo cáo. Trong bóng tối, mấy cậu liên lạc tiểu đoàn cũng không nhìn rõ mặt nhau, nên tôi đi lẫn vào. Đường nhiều chỗ trơn, mỗi người một gậy giò trống. Đi đầu là người dẫn đường, rồi đến Dê Trưởng Khanh, một cậu liên lạc và tôi. Đằng sau là mấy cậu liên lạc nữa, rồi tới C51. Chúng tôi đi rất chậm, nhưng vẫn biết là ở phía cuối đội hình đang phải đi như chạy. Thỉnh thoảng anh Khanh cho dừng lại nghỉ một lúc. Ra khỏi cửa rừng, đoàn quân lội trên một con suối, thỉnh thoảng nhô lên một vạt cỏ lác. Nước lạnh buốt, nhiều chỗ chảy xiết. Chả hiểu sao mà suối mỗi lúc một sâu hơn. Anh Khanh đã bị nước ngập đến bụng. Anh nghi ngờ gọi cậu dẫn đường lúc này đang ngơ ngác ở phía trên. Cuối cùng rồi cũng ổn. Chúng tôi đi theo một lối mòn trong một thung lũng lớn. Hai bên có những bụi cây nhỏ. Chúng tôi ngồi nghỉ khá lâu để chờ dồn đội hình. Cậu dẫn đường đã đi lên trước để liên hệ thuyền. Hình như chúng tôi sắp vượt sông thì phải. Tôi cảm thấy người hết mệt mỏi. Lúc này mới thấy tác dụng kỳ diệu của sâm cao ly. Mảnh sâm trong miệng đã tan hết. Tôi lấy tiếp một mảnh nữa ra ngậm. Vị nó nhàn nhạt và ngọt lờ lợ. Nhưng nếu không có nó thì vừa qua tôi gay rồi. Đã thấy mặt người mờ mờ, biết không trà trộn được nữa, tôi trở về đại đội của mình. Ra đến bờ sông thì thấy một lô thuyền đã đợi sẵn. Mỗi con thuyền trông dường như nhỏ bé ấy, không ngờ lại có thể chở gần hết một đại đội cả trăm người. Lính lên thuyền lộn xộn, tôi thấy có một thuyền ít lính chen lên, bèn trèo vào. Thì ra đây là thuyền chở một bộ phận bộ đội tỉnh Quảng Bình. Chạc, miễn là sang bờ bên kia, tôi nghĩ. Nghe mấy anh lính này và mấy o Quảng Bình nói chuyện, thăm hỏi và đối đáp nhau với cái giọng miền Trung ríu rít, tôi thấy vui vui. Thuyền chưa cập bờ, tất cả đã nhảy ào xuống nước,
dưới đáy toàn cát, nước trong vắt. Lính ta hầm hở tháo bi đông nhấn xuống sông lấy nước. Đây là sông Nhật Lệ chăng? Tất cả chạy qua bãi cát lún lên bờ, tập hợp và lại đi hối hả. Bắt đầu leo dốc, luồn lách trong đám lau sậy và những bụi cây nhỏ rậm rạp. Leo được nửa tiếng thì có lệnh nghỉ 15 phút. Chúng tôi dở cơm nắm ra ăn. Anh Bính tuyên bố đi theo đội hình trung đội. Anh đi đầu, không ai được vượt. Lại bắt đầu xuống dốc. Tới mỗi chỗ nghỉ, ai cũng mệt nhoài. Tôi mò đến chỗ Chí Thành. Hai đứa dở cục cơm nắm còn lại ra ăn hết. Anh Bính rất bực với mấy cậu đi chậm. Ở một chỗ nghỉ, chúng tôi ngồi đã khá lâu. Mới thấy Long già A6 lò dò đến, trông thật nhếch nhác. Khẩu súng đập lủng củng vào chân cậu ta, cái nắp son sau đít đưa qua đưa lại, mặt thiểu não trông thật già. Anh Bính quát tháo, Long già cự lại. Kết quả là cậu ta bị ăn một cái tát nên thân. Nhìn cảnh ấy chúng tôi ôm bụng cười, tuy thâm tâm không hài lòng lắm. Lại men theo một khe suối, chúng tôi uống nước kinh thật. Đây là một cái suối tù, nhiều chỗ nước rất bẩn. Nhưng khát quá, nhiều cậu vẫn phải múc và cho thuốc lọc vào uống. Tôi cũng định múc, nhưng Long cổ ngăn lại và san cho ít nước sông trong bi đông của cậu ta. Chúng tôi lần theo một con đường ô tô đang mở trong rừng. Một con đường chưa có vết bánh xe, bí ẩn dưới vòm cây rừng. Đất mới đào màu vàng ướt. Tất cả những gốc cây trên nền đường đều được chốc đi. Nhiều chỗ phải cắm lá cây trên mặt đường để ngụy trang. Chúng tôi ngạc nhiên và kính cẩn nhìn ngắm con đường, thành quả của một sức lao động phi thường. Bắt đầu đi trong một rừng lau, hình như có ô tô đi theo những lối này. Tất cả vừa đi vừa ngắm những hòn đá đơn độc nhô lên trên cánh rừng lau bạt ngàn. Chợt gặp hai anh bộ đội giải phóng mặc bộ đồ vinilông màu nâu đi ngược lại. Cả bọn trầm trồ khen những con dao găm đẹp của họ. Tôi thấy lính ta xúm xít quanh một người dân tộc đứng ở cửa một hàng rào gỗ. Ông bán cam trong vườn. Cam còn non và xanh, ăn như quả chanh, mà ông ta bán những năm hào một quả. Lúc này tôi mới nhận thấy trên vách núi có một hang đá. Mấy người dân tộc và một lũ trẻ con lau nhau đứng ở cửa hang ngắm nhìn bộ đội. Tôi thấy họ có cả súng CKC. Hai anh giải phóng mặc đồ vinilông nâu, một già một trẻ đang đứng ở phía dưới, tay cầm mấy mớ rau và con gà, đang nói chuyện với họ. Ý chừng hai bên mới đổi gì đó cho nhau. Người Vân Kiều, ai đó nói. À, ra đây là người Vân Kiều. Họ có vẻ nghèo khổ, đen đúa, ăn mặc lam lũ, nhưng tôi đã được nghe nhiều về tinh thần cách mạng của họ. Dọc lối đi lại thấy nhiều vết đạn 20 ly của máy bay bắn xuống. Lại nghỉ 15 phút, tôi ngồi nói chuyện với Lâm Thành và Vũ Chí Thành. Con đường vẫn men theo vách núi đá, nhiều chỗ đá tạo thành những bãi trông nhọn sắc đâm thẳng lên trời. Đi qua phải hết sức cẩn thận. Có những hòn đá trên mặt rỗ hoa tạo thành nhiều lỗ có gờ rất sắc. Vô ý bám tay vào là chảy máu. Nghe tiếng từ lâu, giờ mới thấy mặt đá tai mèo, quả là ghê thật. Tôi đang đi, chợt thấy phía trước xôn xao. Thì ra, có một hàng mía bán ở hốc đá ven đường. Thảo nào, lúc nãy đi qua rừng lau, thấy con đường phủ kín bã mía. Mía nhỏ như cây sậy mà cũng lăn vào mua. Một hào hai tấm. Long cổ xông vào mua được 6 tấm ra. Chúng tôi mỗi đứa cướp 1 tấm. Đoàn quân đang đi dọc con suối khá rộng. Nước trong hiền hòa. Hai bên bờ có những cây lá giống lá trúc đào. Xòa xuống là lả mặt nước trông thật đẹp. Gặp một đoàn người đi ngược ra. Hóa ra toàn tù binh, mặc quần áo rằn di, mấy cậu vệ binh súng cắm lưỡi lê lăm lăm áp giải. Hòa chó nhặt mấy hòn đá ném tới tấp vào đám tù binh, làm mấy người đó phải giơ tay lên che đầu. Thấy điệu bộ hoảng sợ của họ,
Tôi bảo Hòa, mày thôi ngay đi, mày có muốn khi mày bị bắt, người ta ném vào đầu mày như vậy không? Cậu này trước khi nhập ngũ, thuộc loại lưu manh đường phố hay ăn cắp vặt của anh em trong đơn vị. Đã quá nửa ngày rồi, tất cả đều thở không ra hơi, thì tới một khu vực giống như bãi khách. Chúng tôi tách khỏi con suối lớn, đi men theo những lạch nước bẩn thỉu. Khắp nơi, vỏ đồ hộp lăn lóc, bên các thân cây lô nhô cọc phủ và các giá ba lô đã khô nỏ. Vẫn chưa có lệnh dừng, đoàn quân đi lê lết rời rạc. Tôi và Chí Thành tạt sang một bên, ngồi. Tôi chạy xuống khe lấy nước, rồi đem đường sữa của Chí Thành ra pha uống. Nghỉ cho đỡ mệt một chút, hai đứa lại lên đường. Mãi gần tối mới tới chỗ dừng chân. Chúng tôi căng tăng mắc võng cạnh đường đi trên trườn đồi. Phía dưới là khe nước. Tổ trực Nhật mang nồi xuống khe nấu cơm, tôi xuống theo. Nước bẩn thật. Thỉnh thoảng mới có một hốc đào bên rìa suối, nước sạch hơn một tí. Dọc khe, các bê khác cũng đang nổi lửa. Có lệnh phải nấu bếp hoàng cầm, nhưng chả a nào đào, rốt cuộc vẫn kê đá lên nấu. Vất vả lắm, rồi cuối cùng cũng được ăn. Tôi bảo Duy Minh lấy hai hộp thịt ra chia cho anh em. Võng tôi nằm cạnh Phái Con và Thành Ma Tịt. Hai cậu này chuyên môn nấu ống cống, khi thì nước, khi thì cháo. Nấu như vậy là phạm kỷ luật, vì khói lên dễ bị lộ vị trí, máy bay sẽ đến đánh bom. Tôi đã nói mãi mà hai cậu ấy không nghe. Hôm sau củng cố lại tăng võng, cậu Phát A5 nằm gần đấy bị đứt dây võng, ngã dúi đầu xuống đất, mãi không dậy được. Hình như Lâm và Chí Thành có điều gì đó không bằng lòng nhau. Chí Thành phàn nàn với tôi, bị mất mũ mà Lâm có hai chiếc lại không cho mượn. Duy Minh bận túi bụi với bếp nước. Bọn Thành Phái kiếm củi đun riêng thì giỏi, chứ kiếm củi cho A hoặc làm chung thì rất lười. Sao tôi ghét tụi này thế? Nhưng với tư cách A trưởng, tôi vẫn phải cười nói ngọt nhạt với chúng để động viên chúng lao động. Hình như chúng đã ăn riêng số đồ hộp của A phát cho chúng mang. Thật là tồi tệ. Vấn đề đun nấu là một vấn nạn. Từ dưới khe, nhiều lúc khói bay lên làm chúng tôi phải kêu ầm ĩ. Anh Hồng, chính trị viên đại đội, chạy lồng lộn ngược xuôi quát tháo những cậu đầu bếp. Những cậu này mặt mũi đỏ gay, nước mắt giàn giụa, đang phồng mang trợn mắt thổi mà lửa vẫn không lên, khói bốc mù mịt. Có chỗ như bếp B4, anh đã dội nước vào dập vì quá khói. Mặc dù mấy cậu đầu bếp nhìn anh đầy căm tức. Biết làm thế nào được, nhiều khi phải tàn nhẫn. Anh từng nói, có mấy cậu dũng sĩ đủ mẹ đủ cha đun ống cóng, máy bay đến ném bom chết mất xác, lại còn chết thêm cả mấy đơn vị bên cạnh. Giữ được chuyện khói lửa quả là vất vả. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.